được ví như bông hoa xinh đẹp của Lekas, cốc với vẻ ngoài điệu đà, nhỏ nhắn của phần dây kéo, cách điệu tạo nên sự bồng bềnh, mềm mại tự nhiên, tựa như một vườn hoa nhỏ duyên dáng. Trong video này, hãy cùng Lekas tìm hiểu xem có điều gì thú vị đến từ chiếc đúc kết cốc này nhé. Với sự sáng tạo không ngừng nghỉ trong từng sản phẩm, bên cạnh chi tiết miệng dây rút thay cho khóa kéo hay kiểu dáng đối xứng lạ mắt, cốc còn được Lekas chăm chút với từng đường cắt khéo léo, tạo độ bồng tự nhiên, co giãn và có sức chứa tốt. Trên nền chất liệu da thật mềm mại, Lekas lại tiếp tục mang đến cho bạn một thiết kế thanh lịch nhưng không kém phần thu hút, tạo điểm nhấn nhờ cách phối màu tinh tế, sự pha trộn giữa nét hiện đại và cổ điển chỉ trong một chiếc túi, giúp bạn dễ dàng kết hợp với nhiều phong cách mà vẫn mang đậm dấu ấn cá nhân của riêng mình. Đơn giản, tinh tế, hiện đại là những từ nói về dòng sản phẩm lần này, đặc biệt với bản phối màu đen và trắng chính là món quà cho những tín đồ yêu thích gam màu cơ bản. Bạn sẽ dễ dàng kết hợp cúc với một bộ cánh nhẹ nhàng hoặc một trang phục cá tính tạo nét riêng cho mình. Màu xanh than, một dòng da xuất xứ đến từ nước Ý, mang đến vẻ đẹp bí ẩn nhưng không kém phần sôi động. Đây là sự lựa chọn hoàn hảo, đem đến nét thanh tao, dịu nhẹ, rất sắc sảo cho phái đẹp ở nhiều lứa tuổi. Chính sự dịu nhẹ của sắc xanh sẽ khiến bạn có được cảm giác thư thái, xua tan sự căng thẳng cho công việc và tạo vẻ đẹp gần gũi, thân thiện. Với những đường vân da cá sấu đều, sắc nét và nổi bật, xanh đen crop sẽ đem đến cho bạn chút cá tính, kết hợp cùng với gam màu thiên trầm sẽ khiến người sở hữu toát lên vẻ sang trọng và hiện đại. Vẫn là chất da crop nổi bật, nhưng với bản phối màu kem nhẹ nhàng, cúc kem crop với nâu đỏ sơ mi lại trở nên nữ tính và ngọt ngào hơn. Bạn có thể kết hợp cúc với những chiếc sơ mi công sở lại đã có ngay một outlook lịch sự để đi làm, hay chỉ đơn giản là với một chiếc váy suông, trông bạn đã thật duyên dáng cho những buổi đi chơi hẹn hò. Nếu bạn cho rằng màu xám là gam màu an toàn, thì thiết kế mới nhất của Lekas sẽ khiến bạn thay đổi hoàn toàn. Vì dáng bút kết sáng tạo, biến tấu phần dây rút thay cho khóa kéo, tạo hiệu ứng hoa thú vị và đầy cảm hứng. Mang không khí mùa hè tới những bữa tiệc rộn ràng, một chiếc bút kết cúc tôn kem hồng dịu dàng, tinh khôi được tạo nên từ một tấm da bò tự nhiên với những đường vân hạt mẩy chắc chắn sẽ khiến bạn khó tính hơn khi lựa chọn những chiếc túi sách tiếp theo của mình. Cách điệu phần miệng túi lại có dây đeo dài, nhìn nhỏ gọn mà dễ thương, vuông vắn như chiếc túi xúc sắc xinh xinh này trong gam màu caramel cháy ngọt ngào sẽ khiến bạn không thể chối từ. Gam màu sắc nét và đầy cuốn hút đã thấm đậm vào từng vân da của chiếc bút kết cúc, không qua bất kỳ khâu xử lý nào, sóng da nắp ba giữ nguyên vẹn từ những tấm da bò tự nhiên, cúc trong tông màu đỏ trầm bốc đô này đẹp một cách thật kiêu hãnh. Rêu sậm phối dây trơn rực rỡ, hút mắt nhưng lại khiến bạn ấn tượng bởi chiều sâu, bởi nét hài hòa, sang trọng mà nền nã. Không những là gam màu không lội mốt, rêu sậm còn dễ phối đồ và cực kỳ tôn da. Thảo son vốn đã nổi bật nhưng lại nhận được rất nhiều tình cảm của các chị em. Nay với phần điểm nhấn phối dây đen, chiếc túi sách nhỏ nhắn trông lại càng thêm cuốn hút và thời trang. Cuối tuần có nắng, có gió, bạn chỉ cần dễ xét đồ đơn giản cùng chiếc bút kết cúc là đã đủ thu hút mọi ánh nhìn rồi đó. Gam màu đen tinh tế chính là mảnh ghép hoàn hảo cuối cùng để khép lại bộ sưu tập lần này. Một tông màu luôn đúng và có sức cuốn hút dịu kỳ khiến cho tất cả các chị em không thể nào bỏ qua. Một màu sắc sang trọng, thanh lịch lại che đi khuyết điểm cực kỳ hiệu quả. Lekas mong rằng bộ sưu tập mới lần này sẽ góp thêm nét ngọt ngào và outfit mùa hè này của bạn. Để đặt hàng, hãy comment dưới clip này hoặc nhắn tin cho Lekas để được tư vấn mọi thắc mắc. Thợ da Lekas xin cảm ơn và mong nhận được sự ủng hộ của các bạn trong những video tiếp theo.